Hello anh em, chào mừng anh em quay lại với kênh OTV. Thì tiếp sau chuỗi những video về cơ bắp, về sức mạnh, là về độ bô, về độ body kit, thì hôm nay Tâm sẽ gửi đến anh em một video nó nhẹ nhàng hơn, nó màu sắc hơn. Đó chính là đèn của các dòng xe độ và các đèn độ ha. Thì như cái xe mà mấy lần trước Tâm đã giới thiệu với anh em về độ bô với lại dán đề can trắng mịn màu á, Tâm có nói bật mí một chút xíu về xe này là của một bạn nữ, của người đẹp chưa có người yêu. Ok, thì đó là nữ hào kiệt trong làng độ xe ha. Gần như tất cả các hội nhóm mà lớn nhỏ ở Hồ Chí Minh á đều biết tới bạn này. Bạn ha, tại vì Tâm kêu bạn thôi. Nhỏ hơn Tâm như là 5 tuổi. Mới 18, 19 tuổi thôi. Ok, giới thiệu mọi người, đây là Linh. Linh chào Võ, anh Tâm. Linh Võ ha. Thì Linh Võ thì có một chiếc Honda Civic, nó cũng rất là nổi trong làng chơi ô tô ở Sài Gòn. Đây, đây là xe của bạn Linh đây ha. Thì ngoài cái đề can, những cái đề can độ bên ngoài mà bô độ ngoài, thì cái ấn tượng về bằng đêm mà thấy rất là sặc sỡ đó chính là cái dàn đèn của Linh. Thì mọi người biết là những người đẹp thì đa số ai cũng thích màu mè, thích sặc sỡ hết. Thì Linh cũng vậy hết, yêu điệu thục nữ. Ok, Linh có thể giới thiệu sơ về tất cả các đèn mà Linh đã độ trên chiếc xe này được không? Ok, anh Tâm. Tâm thấy rất nhiều hơi nhiều màu đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà mình là nữ mà, thì thay vì nam á, họ sẽ độ thiên về công suất hơn. Thì Linh thích cái xe của mình á là nó hơi màu sắc chút xíu. Thì Linh cũng có thay đổi một số thiết bị đèn zin trên xe. Điển hình là cái cặp đèn pha này là Linh cũng đã thay đổi cặp đèn pha. Thì cặp đèn pha này sẽ có hai cái chế độ. Bây giờ em chuyển sang cái chế độ auto nha. Thì cái bi nó sẽ chuyển sang thành cái màu xanh. Cái bi này thì nó sẽ có hai màu, một là bi đỏ, hai là bi xanh. Đây. Còn đây là hiện tại em đang mở là đây là bi trắng nè, nó không màu. Và đây đang là chế độ ban đêm tự động. Rồi. Còn đây là xanh đèn này xanh. Là đi ban ngày. Thế nên màu xanh với màu đỏ mình được quyền chọn một trong hai đúng không? Vâng. Cái kiểu này là kiểu của giống cái chiếc Lamborghini á, bắt chước theo cái kiểu hình cái chữ V sọc sọc á. Chữ V sọc sọc ha. Hình như đèn gầm, bi gầm Linh cũng độ lại đúng không? Đúng rồi, cái đèn gầm bi gầm này thì em độ hai cái bi gầm. Và cái cặp đèn này, cái kiểu Mustang này là cũng thay đổi trên cái thiết bị riêng của xe luôn. Còn bi gầm thì em gắn của GTR. Linh thấy là sau khi mình độ bi lên á, thì mình chưa nói về về độ thẩm mỹ nha, mà về cái độ sáng của xe không di chuyển bằng đêm thì nó khác nhiều không? Nó sáng hơn nhiều chứ. Nó sáng hơn khoảng bao nhiêu phần trăm so với đèn zin? Sáng hơn khoảng 30-50% luôn á. Cái đèn zin của chiếc Honda Civic này đi buổi tối á là nó rất là nhòe, rất là tối. Nó mệt đó đúng không? Đúng rồi. Mình nhìn căng mắt là rất là mệt. Do thường ngày á em đi làm về là 6-7 giờ là trời đã nhá nhem tối rồi. Thì nó nghe nó không có sáng mà nó rất là bất lợi cho cái việc đi xa á. Thì cho nên em đổi cái bi gầm với lại đổi cái đèn pha luôn. Anh đứng lại đầu xe, anh quay ra lia ra phía trước xíu, sáng cực kỳ luôn nè. Pha đi anh. Đây, cái xe lúc mà không có đèn nè, không có đèn lên nè. Ok, nó sáng cực kỳ, tại vì đây là cái không gian nó rộng á mọi người. Thì mình nhìn thấy nó không rõ nét, nhưng mà nếu ở trước mà có một cái chặn ở trước á, giống như thường người ta hay thử đèn á, thì sẽ có một cái bức tường hoặc là miếng đề can đây nè, thì thấy sáng cực kỳ ha. Thì nhiều, tại vì clip này mình sẽ quay về tổng thể tất cả các đèn độ của Linh, nên mình sẽ không đi sâu về cái đèn pha, tại vì nó có hai về đèn, nó có hai dạng độ. Dạng độ thứ nhất á, dạng độ này để lấy sáng để phục vụ cho mình di chuyển ban đêm. Tại vì mọi người cứ biết là ở những cái đèn zin, đa số những đèn zin mà mới ra mua về á, chạy một vài tháng thôi, ta gán là chạy một vài tháng mà ta chưa biết á, là đa số người ta phải chịu đựng người ta chạy đèn zin. Một là nó tối á, chạy phải căng mắt lên, thì ví dụ mình chạy cái đường đêm Đà Lạt chẳng hạn, thì mình cực kỳ mệt. Trước tiên là mệt bản thân mình trước, là tại vì nó tối quá, con mắt mình mỏi mắt và mình mệt người, mình phải căng mắt mình nhìn. Cái thứ hai là cực kỳ nguy hiểm ha. Tại vì mình không đủ sáng, mình chạy mà những đường lạ, ổ gà rồi các khúc cua độ, mình không đủ tầm nhìn để quan sát, không đủ độ sáng để quan sát, cực kỳ nguy hiểm. Thì đó là cái phần độ để phục vụ cho những xe mà cần sáng để mình đi di chuyển ban đêm. Còn cái độ đèn thứ hai, dạng thứ hai, Linh độ cả hai luôn nè. Thứ hai là cái dạng đèn màu sắc ở dưới, thì Tâm sẽ tắt thử cái đèn pha trên ha. Tại mình đã nói sơ qua đèn này rồi, để mình xem những cái đèn màu,
Tại vì đèn mà nó sẽ có hai loại là đèn led gầm và đèn led nội thất. Ok, mình sẽ tắt sơ qua để mình xem cái led gầm trước của Linh ha. Ok, vậy đúng không? Còn gì nữa không? Tắt hết đúng không? Đèn ca lăng nè. Đèn ca lăng đúng không? Mở đèn ca lăng từ cái không phải mở cái chế độ ban đêm lên auto á thì auto. Đèn ca lăng mới sáng. Đây ở trong cái mặt ca lăng này á thì cũng được mình thay đổi lại là ca lăng mặt quỷ, thì trong này là mình có đi hai cái dây led. Thì đây là cái thiết bị điều khiển của hai cái dây led ở trong mặt ca lăng này đây. Nên mình có thể chọn một màu. Em đang điều khiển một màu nè. Thì trên xe nó sẽ thay đổi okay. Màu xanh nè. Hoặc là mình có thể chế độ tùy chọn cho chạy. Đây. Đây nè, đây mình thấy rõ chứ. Và mình cũng có thể là nghe theo nhạc, chạy theo nhạc. Ví dụ như mình nghe nhạc remix á thì nhạc nó sẽ nhảy theo. Hoặc là mình nghe nhạc bình thường, tại hiện tại ở đây là em không có mở nhạc á, cho nên là nó sẽ không nhảy. Thì mình quay bên hông xe thử coi anh. Anh thấy bên hông xe là thấy rõ hơn á. Mình đi giờ qua đây nè. Mình đứng bên đây mới đúng là nếu là led gầm á thì ở trước mình bị ở chỗ này là tại vì mình cần phải quay toàn thể xe nên mình tới cái chỗ hơi sáng, nó có nhiều ánh sáng của đèn đường á. Còn đây, nếu này mà chỗ này mà không có đèn bên ngoài á, nó sẽ đẹp, nó sẽ nổi rất nhiều. Mình hạ thấp điện thoại xuống xíu được không ạ? Điện thoại xuống không? Đó. Nó có nhiều cái chế độ cho mình tùy chỉnh á. Cái dàn led này nó sẽ bao bọc toàn bộ thân xe luôn. Tại vì hôm trước á là em có lắp cái dây led gầm này nhưng mà nó hơi ngắn thì nó không có đi hết cái thân xe, với lại cái ánh sáng của nó không có sáng, nó không có loang ra ngoài. Nhìn cái xe của mình nó tối lắm đấy. Cái này là đèn gì? Cái này là led gầm. Led gầm. Nhưng mà anh thắc mắc cái là nếu nó nằm ở bên dưới vậy, nếu nước thì sao, nó ảnh hưởng không? Không, toàn bộ cái dây led này á, do là em sau này em đổi cái này á, là tại vì cái bộ hôm trước á là đi nước á là 3 ngày là tắt đèn, tại vì nó bị chạm mạch. Bị chạm mạch đúng không? Còn cái dây này á là em kiểm tra ở dưới á là có bọc lại toàn bộ cái thân dây led là được bọc lại hết. Người ta có bảo hành cho mình không? Không, hàng này thì không bảo hành nha, tại vì nhập đa phần nhập từ Trung Quốc về hết nên không ra nó gắn thì nếu như đúng có trục chặt họ sửa cho mình thôi đúng không? Nếu mà trục chặt á thì hoặc là nếu mà dây điện hay gì á thì mình đâu có nói lại được. Còn nếu mà led này không, mình hoặc là mình mua cái dây led, tại vì dây led ở Việt Nam á là nó có bán riêng. Kể cả cái cục nguồn á, mình muốn thay đổi cái cục nguồn để cho nó chuyển lẹ hơn, mượt hơn, nhưng mà cơ bản á là em thấy cái này nó đã chuyển mượt rồi, lẹ. Tức là cái ứng dụng nó rất là ăn. Okay. Mình đi vô coi cái led nội thất luôn. Cái này nè, này là cái đam mê của nhiều, không phải chỉ nữ không đâu nha, mà rất nhiều anh nam á thích cái đúng rồi, chạy xe thích lắm anh. Nó sẽ tự động là nó mở, tại vì em auto mở, còn nếu mà muốn tắt là phải tắt trên app trước khi tắt máy, thì mình tắt trên app. Nó ở đây nó, em đi hai cái thiết bị điều khiển nè, mình có thể điều khiển cơ. Điều khiển cơ. Nó có bao nhiêu màu lên? Nó có khoảng 164 màu. 164 màu. Nó tính sao ta? Nó tính theo là mét hay là nó tính theo bóng? Cái này tính theo cái mỗi cái dây led này nè. Anh muốn đi bọc xe rồi cũng được. Nhưng mà nó sẽ giới hạn, ví dụ bọc thêm miếng này nữa là không có thiết bị thay thế nha. Cái này là không có thiết bị thay thế, tại vì nó đi theo bộ. Ok. Ủa, cái này là sợi quang học hả? Đúng rồi, nó là sợi quang. Sợi quang học. Nó là một cái sợi phát sáng chèn vô cái này thôi. Chủ yếu là cái cục nguồn điều khiển thì nó sẽ cho ra cái thiết bị là chuyển màu như thế nào. Vậy là ở dưới nãy là led gầm, còn ở trong nội thất, đèn nội thất là sợi quang học. Đúng rồi. Là nó khác. Cái led gầm là nó có nhiều cái mắt, nhiều cái bóng led. Nhiều bóng led. Rồi nó nối thành một sợi dây. Chính xác. Còn này là nguyên một cái sợi phát sáng, giống như ngày xưa mà còn nhỏ chơi cái thủy ngân phát sáng nè. Đó là cái sợi đó. Tại vì nếu đèn led á thì nó không thể nào có nhiều màu sắc tại một cái điểm mà nó như vậy hết. Phía sau thì sao ta? Toàn bộ là em chạy bốn lai này được. Với ở dưới gầm ghế với lại bốn cái táp bi cửa, hốc cửa. Là ở này nó lên tới 16 vị trí. Đào Linh biểu diễn vài pha cho nó màu sắc lên xuống. Đóng cửa nó luôn lại luôn anh. Mình lấy trong này nó sẽ đẹp hơn, nó tối hơn. Okay, tối. Đã ha. Cái này nó chuyển cũng rất là nhanh. Nó chuyển theo nó không độ trễ luôn đúng không? Đúng. Từ cái app qua đây. Em thích cái loại mới này là như vậy. Cái loại cũ thì nó bị trễ. Vậy là nó thông qua gì ta? Bluetooth hả? Dạ Bluetooth. Chỉ cần điện thoại không có mạng cũng được.
À, có sóng là được, có sóng điện thoại là được. Ừ. Đấy. Nên nó chạy rất là nhanh. Ờ. Đã ha. Này mà xanh xanh đỏ đỏ em nhỏ mê lắm luôn hả cha. Thường cái chế độ 7 màu này con nít rất là thích nè. Ừ. Đấy. Nhưng mà mình chạy xe là cảm giác của mình cũng rất là thích nha. Feel đúng không? Feel đúng không? Đúng. Xe của mình chạy mà cái chiếc này chỉ có các em chưa làm cái trần sao ở trên này nữa là như là nhạc sàn luôn. Cái này mà lên nhạc chạy bằng đi vòng vòng Sài Gòn, lên nhạc và đi quẩy thì cổ vũ Việt Nam rồi. Với lại cái led này á, cái ánh sáng nó ra anh thấy không? Nó rất là sáng. Ừ. Mà mình tùy chỉnh được, mình tùy chỉnh nó sáng hoặc là không được. Nó có theo nhạc không? Nó có theo nhạc. Theo nhạc nữa đúng không? Đúng. À, mình bật cái chế độ đó mình mở nhạc lên. Nó sẽ ghi bằng cái voice nè. Trong đây nó có cái, giống như điện thoại mình nó ghi âm sẵn á. Thì nó sẽ nghe theo nhạc. Là nó thu nhạc qua điện thoại đúng không? Đúng rồi. À, thu nhạc qua điện thoại. Đấy, toàn bộ là dùng trên điện thoại thì nó cũng tiện á. Còn nếu mà ai mà muốn dùng cơ thì có hai cái nút ở dưới đây. Bấm chuyển. Thì cơ chỉ đề phòng trường hợp cái điện thoại nó. Đúng rồi, trừ cái điện thoại mình không có sóng hoặc là hết pin thôi. Chứ tại vì Bluetooth không cần có mạng. Đấy. Ok, đã ha. Full hết xe. Không nhàm chán tại vì đi đường nhiều khi mình đi chơi rồi mình này ở ngoài nhìn vô thấy không ta, để ra ngoài nhìn sẽ vô thử thấy à. Nói chung là về hiệu ứng về màu sắc á, là cái ứng dụng này nó mượt. Em mình xài bằng ứng dụng led lam. Là nó đồng nhất khoang lái tới với lại khoang hành khách phía dạ, sau đúng luôn rồi. Đúng không? Hiện tại là nó đang bị do hai thiết bị á, nó cùng Bluetooth với nhau á, thì em chưa có tách ra là được. Linh làm led gầm với lại đèn nội thất này là hai lần khác nhau. Hai gara khác nhau luôn. Nhưng mà nó nhận thiết bị là nó nhận chung vô một cái app, tại vì nó chỉ sử dụng có một app thôi. Sử dụng cùng app. Chắc là em nghĩ là nó chung một cái nhà sản xuất á. Okay. Nên dùng chỉ có một app là led lam. Đây là cái app này trên điện thoại em nè. Led lam. Cho nên là nó nhận chung một cái lên luôn. lên cho lên màu lên sắc xíu lên. Cho nhảy múa xíu. Vô điện thoại thì thấy nó không được như bên ngoài ha. Ở ngoài nó nổi hơn nhiều, nó đẹp hơn nhiều. Đúng, bên mà ngoài vô điện thoại. À. Chạy xe ngoài đường rất là sáng. Tại vì chỗ của mình cũng sáng quá nè, chỗ mình đèn cả tắp bi cửa tay cầm rồi nó sáng hết luôn. Mọi người ha, lắp cái này thì được cái gì ta? Là một là nó tươi mới trong xe nè, mình chạy xe mình đỡ nhàm chán hơn, đẹp tươi vui, làm đi quẩy đi chơi. Ok, quá đẹp. Chỉnh cũng đơn giản lắm đúng không? Đúng rồi. Kể cả con nít 3 tuổi nó cũng tự chọn màu, nó tự thích thú, nó ngồi trên xe, nó xem nó tự chọn màu được luôn. Đó. Okay. Rất là dễ sử dụng. Đã quá. Ok, cảm ơn Linh nha. Cảm ơn Linh. Okay, anh. Chưa thấy người đẹp nào mà vừa xinh đẹp, giỏi giang mà chịu chơi như Linh đúng không? Màu mè vậy đúng không? Không, thật sự cái gần như là độ xe thì nhiều anh nam độ rất là nhiều. Mà chịu chơi mà xe đẹp với lại dễ thương như Linh thì gần như hiếm lắm ha. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại Linh ngày gần nhất nha. Lần sau Linh có định lên món gì nữa không? Chắc là sau em sẽ đổi sang màu hồng tím với xanh. Đó, anh nhớ hồi xưa là anh nhớ là xe của em là hồng Sakura đúng không? Vâng đúng rồi, trước là màu, chiếc xe của em là nguyên xe màu hồng. Nguyên xe là màu hồng. Mới đổi qua màu này lại giờ muốn đổi lại thêm màu khác nữa. Yeah. Với lại gắn cái trần sao nữa cho nó lung linh xíu nữa là đúng bài là đúng lên. Ok rồi. Ok, bye bye Linh, cảm ơn Linh nhiều. Cảm hẹn gặp lại. Hẹn gặp lại nha. Ok bạn.